Chuyến thăm động viên quân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1 diễn ra từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 2017 do ông Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài dẫn đầu. Tham dự hành trình có 203 thành viên gồm kiều bào Việt Nam sinh sống tại 22 quốc gia, vùng lãnh thổ và các nhân viên xuất sắc của nhiều đơn vị trong nước. Đoàn đến thăm động viên các đảo Song Tử Tây, Đá Nam, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Đá Đông B, C, Tây A, Trường Sa Lớn và nhà giàn JK1. Kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2017. Tôi đang đứng đây là cảng Cát Lái thuộc Lữ đoàn Hải quân 125. Chúng tôi gần 200 con người tập trung về đây tham gia đoàn công tác số 8 đi thăm và động viên quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin mới nhất, sống động nhất về đời sống, sinh hoạt của anh em cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa cũng như những người dân đang sinh sống ở đó. Đúng 8 giờ ngày 25 tháng 4, tàu kiểm ngư 491 rời cảng Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. 203 thành viên tham gia đều rất háo hức vì lần đầu tiên được đến Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió và là vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cảm xúc của tôi được tham gia hành trình thì là rất là hạnh phúc, và đây là một cái niềm tự hào không những của cá nhân tôi mà là của một cả cái tập thể bà con cộng đồng người Việt là kiều bào tại Romania. Thật sự là rất vinh dự là được có một cái chuyến cùng đồng bào của các nước được đi ra thăm đảo Trường Sa và thăm tất cả các chiến sĩ ở ngoài đảo, xem là những cái khổ cực của các chiến sĩ thì mình mới về biết có cái cảm nghĩ nào về mới chia sẻ với cả bạn bè và cộng đồng. Bao nhiêu năm chờ đợi xin để được đi cái đảo Trường Sa này, nhưng mà đến ngày hôm nay thì với thỏa lòng mong muốn. Chuẩn bị sức khỏe, sáng nào cũng phải dậy tập đi thể dục và chiều cũng tập thể dục để cho mình có cái sức khỏe. Các thành viên tham dự hành trình dần xem nhau như một gia đình. Trong đêm đầu tiên xa đất liền, 203 thành viên được tham dự đêm văn nghệ đầy cảm xúc. Những ca khúc Đảo Chân Mây, Tổ quốc gọi tên mình hay Tổ quốc nhìn từ biển được trình bày bởi các thủy thủ tàu kiểm ngư 491 làm người nghe càng thêm yêu, tự hào về người lính hải quân. Tàu kiểm ngư 491 còn cách Trường Sa hàng trăm hải lý, nhưng hơi ấm từ quần đảo quê hương như đến rất gần. Let's Cafe sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị những hình ảnh hấp dẫn nhất về hành trình đầy ý nghĩa này trong các chương trình sau.